Hello, hello các bác nha. Hôm nay lên sóng để thanh lý một con súp điện bãi Mỹ xịn. Đấy, tên của nó đầy đủ là R gì nhỉ? Mã gì đây? RCA. Chạy điện 120V. Còn nguyên zin nhá, chưa tháo ra lần nào cả. Đấy, bụi bẩn còn nguyên, em thấy hà nhờ thanh lý hộ này. Đấy, cản nhiệt này. Đấy, EQ này. Volume con trôn này đầy đủ hết, còn nguyên zin súp 30, thon gọn. Cái này các bác chơi không gian thành phố, gia đình nhỏ rất là ok. Đấy, đây này, lưới của nó là còn nguyên cả mã sản phẩm đấy này, đầy đủ hết. Súp 30 con này không biết là côn bao nhiêu, hẹn chưa tháo ra, nhưng mà côn này chắc là cũng côn to, thường thường là của Mỹ làm côn to, ít khi làm côn bé chắc là. Đấy, còn nguyên zin hết các bác nhá, vít biết là chưa tháo bao giờ cả, nguyên. Đấy, bụi bẩn còn nguyên hết. Thì trong không gian nhỏ này bác chơi những con này thì hay và giá rẻ. Con này em sẽ thanh lý cho các bác là 5 triệu. Đấy, trước khách hàng là mua khoảng mười mấy triệu đấy, 14-15 triệu gì đấy. Nâng cấp lên súp to hơn JBN và nhờ thanh lý thì em thanh lý cho bác lại, hình thức còn đẹp nguyên hết, còn đẹp nguyên, ok chưa? Bác nào mua được thì liên hệ nhé, điện thoại 0988322626. Con này em cam kết là gì cho các bác. Xin chào các bác ở những video tiếp theo.